Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Anh Nguyễn Tiến Thuận, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, tấm gương sáng vì cộng đồng. Hiệu quả nuôi tôm công nghệ cao tại xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Game show đuổi hình bắt chữ phiên bản tiếng Anh tại Bắc Ninh. Tình trạng sạt lở nghiêm trọng tuyến đê tả sông Dạng đoạn qua xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Ninh Bình tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính với tổng giá trị gần 450 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, là một tấm gương điển hình góp phần trong sự phát triển của địa phương, anh Nguyễn Tiến Thuận ở thôn Duyên Linh, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên những năm qua đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng xây dựng các công trình nông thôn, góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng ý chí vươn lên và nghị lực của mình, giờ đây anh Thuận đang là chủ của một công ty xây dựng tại Lào. Những năm qua, anh Thuận luôn tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động của xã thôn. Đầu năm 2015, anh đã ủng hộ 120 triệu đồng làm đường liên thôn và bỏ ra thêm 4 triệu đồng lắp đặt đường điện chiếu sáng cho thôn, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. Năm 2016, anh đã ủng hộ 150 triệu đồng tu sửa lại cổng mái đền Chùa Đậu. Mới đây, anh còn ủng hộ 60 triệu đồng cho trường tiểu học Đình Cao B xây dựng công trình phụ cho các em nhỏ đảm bảo vệ sinh, cũng như giúp nhà trường thêm khang trang sạch đẹp. Anh Nguyễn Tiến Thuận đã góp phần khơi dậy và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Những ngày qua, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, ban ngày có mưa và ban đêm, nhiệt độ, độ mặn ao nuôi không ổn định, dẫn đến diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng của hai huyện ven biển tỉnh Thái Bình bị bệnh đốm trắng. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến hết ngày 15 tháng 5 đã có 23 đầm ao nuôi tôm thẻ chân trắng của 15 hộ thuộc 5 xã của hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy bị bệnh đốm trắng với diện tích ao đầm tôm bị bệnh gần 7 hectare. Với trên 2,6 triệu tôm giống. Riêng tại huyện Tiền Hải, tổng hợp đến sáng ngày 17 tháng 5 đã có 8 hộ nuôi tôm thẻ bị bệnh đốm trắng, trong đó xã Nam Thịnh 7 hộ, xã Nam Cường 1 hộ với diện tích bị nhiễm bệnh trên 1,5 hectare. Ngay sau khi phát hiện dịch bệnh, ngành chuyên môn đã chủ động phối hợp với hai huyện ven biển hướng dẫn các chủ đầm dùng hóa chất để xử lý và vệ sinh ao đầm, đồng thời yêu cầu các hộ nuôi không được xả nước ra môi trường xung quanh, thực hiện đúng quy trình dập dịch. Đồng thời tiếp tục cải tạo lại ao nuôi căn cứ vào hướng dẫn và lịch thời vụ để lựa chọn đối tượng, mật độ nuôi cho phù hợp với điều kiện hạ tầng ao nuôi và thời tiết để hạn chế dịch bệnh. Đặc biệt là không thả lại tôm giống trong thời gian vùng nuôi đang xảy ra dịch bệnh. Chủ động tốt các điều kiện để chăm sóc, quản lý và bảo vệ các diện tích ao nuôi chưa bị nhiễm bệnh. Bên cạnh mô hình nuôi tôm quảng canh với nhiều rủi ro cao, vài năm trở lại đây, xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã có một số hộ thực hiện nuôi tôm công nghệ cao. Mặc dù yêu cầu vốn đầu tư lớn, nhưng bước đầu mô hình này đã mang lại doanh thu hàng tỷ đồng một hecta một vụ. Áp dụng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh công nghệ cao từ năm 2017. Thời điểm này, các hộ nuôi tôm tại xã Hải Triều, huyện Hải Hậu đã xuống giống được khoảng một tháng nay. Để nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao, người nuôi phải đầu tư hệ thống lọc, làm sạch nguồn nước ngay từ đầu vào, qua ao lắng, ao xử lý, rồi mới đưa vào ao nuôi. Do nuôi tôm theo phương pháp khá hiện đại nên có thể thả giống với mật độ dày hơn phương thức khác, khoảng 300 con trên mét vuông. Sau 120 ngày nuôi, tôm sẽ đạt kích cỡ 50 con trên 1 kg và có thể xuất bán. Với nhiều ưu thế nổi bật như kiểm soát được dịch bệnh, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, nuôi theo quy trình vi sinh nên nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao cho tôm thương phẩm sạch chất lượng cao. Đặc biệt, chủ động được thời điểm thu hoạch, tránh tình trạng được mùa mất giá. Chỉ sau 3 tháng, người nuôi tôm công nghệ cao sẽ đạt lợi nhuận hàng tỷ đồng một hecta một vụ. Từ sản xuất muối năng suất kém hiệu quả, đến một năm thì gia đình chỉ có thu được 10 triệu trên hecta. Đến nay thì qua quá trình nuôi tôm chuyển sang nuôi tôm công nghệ cao thì ta có thể là thu được gần 1 tỷ đồng trên một năm. Nên là từ cái đấy xuất phát thì gia đình có ý tưởng là chuyển đổi sang từ ruộng muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy hải sản. Năm 2017, tổng sản lượng tôm thẻ chân trắng toàn xã Hải Triều thu được 300 tấn. Theo dự tính của địa phương, trong năm 2018 này, sản lượng tôm nuôi của địa phương sẽ đạt trên 500 tấn. Từ mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao đã mở ra hướng đi mới hiệu quả, đầy triển vọng cho người nuôi trồng thủy sản tại Hải Triều. Hiện nay cái diện tích sản xuất muối kém hiệu quả thì của chúng tôi là còn 12,1 hectare. Thế năm 2017
thì được sự đồng ý của ban dân tỉnh, ủy ban dân huyện, thì hiện nay 12 hecta này chúng tôi đã chuyển sang cái nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm công nghệ cao, thâm canh. Thế bà con đã đầu tư để xây dựng này, cải tạo này, đầu tư ra để tất cả những cái diện tích còn lại của sản xuất muối kém hiệu quả thì chuyển sang nuôi tôm. Theo Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Nam Định, tôm thẻ chân trắng là đối tượng nuôi thủy sản chủ lực của tỉnh với tổng diện tích hơn 800 hecta. Với nhiều ưu điểm nổi bật, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao cần được khuyến khích đầu tư nhân rộng trong thời gian tới để hình thành ngành kinh tế mũi nhọn của các địa phương ven biển, góp phần thúc đẩy kinh tế thủy sản của tỉnh ngày càng phát triển. Trong những năm qua, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã chú trọng tới công tác bảo vệ rừng tại gốc gắn liền với công tác phát triển rừng. Nhờ đó đã có những đổi mới cho công tác quản lý rừng và chăm lo đời sống nhân dân vùng núi nơi đây. Nho Quan có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp gần 18.000 ha, chiếm 3/5 diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn tỉnh, phân bố rộng trên 17/27 xã thị trấn. Trong đó có 3 xã là vùng cao, là vùng đệm của vườn quốc gia Cúc Phương. Để tăng cường hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng, Hạt Kiểm Lâm Nho Quan đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, chỉ đạo chính quyền địa phương tích cực triển khai giải pháp tham mưu chỉ đạo việc xây dựng quy ước bảo vệ rừng có nội dung phù hợp với thực tế ở từng thôn bản. Tập trung tối đa lực lượng, nhất là địa bàn trọng điểm, nơi thường xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng, với phương châm bảo vệ rừng tại gốc, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó, các ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo vệ rừng, tăng cường lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, phát hiện ngăn chặn và báo cáo kịp thời tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn các chủ rừng và hộ gia đình thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Nhờ làm tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc, nên những năm gần đây, huyện Nho Quan đã giảm thiểu tối đa vụ việc vi phạm liên quan tới phát triển rừng. Thưa quý vị và các bạn, 3 năm qua, hơn 2 km đường đê chạy qua địa phận xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên luôn giữ được cảnh quan sạch đẹp, thơ mộng. Đó là nhờ có những người tình nguyện thu gom rác thải tại khu vực này. Đó là các anh Đinh Quang Điện, anh Trần Văn Thống và anh Nguyễn Văn Nhu. Trước đây, đoạn đê chạy qua địa phận xã Minh Phượng luôn là điểm nóng về rác thải, đặc biệt là tình trạng người dân vứt xác gia súc ra đê, gây ô nhiễm môi trường và mang theo nhiều nguồn bệnh. Trước tình trạng đó, là công an viên ở xã, các anh vừa làm nhiệm vụ kiểm tra nhắc nhở người dân, vừa tiến hành thu gom rác thải trên đê. Những ngày đầu, do nhiều rác thải nên ngày nào các anh cũng tiến hành thu gom, sau đó môi trường được cải thiện thì thu gom theo tuần và những khi rác thải nhiều thì sẽ tiến hành thu gom ngay lập tức. Các loại rác thải được tập kết về nơi thu gom của xã, còn rác gia súc được đào hố chôn cẩn thận. Từ đó đến nay, đoạn đê chạy qua xã được giữ gìn sạch sẽ, không còn tình trạng ô nhiễm do rác gia súc vứt bừa bãi nữa. Mới đây, tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018. Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm 2018 được tổ chức đồng loạt trong tháng 5 tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố với sự tham gia của hơn 150 lượt thầy thuốc trẻ tỉnh với các nội dung khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 đối tượng chính sách, người cao tuổi, thanh niên tôn giáo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tư vấn rửa tay bằng xà phòng cho 300 lượt học sinh mầm non, tiểu học, tập huấn sơ cứu cho 290 giáo viên, tổng phụ trách đội trên địa bàn toàn tỉnh. Tại huyện Yên Phong, tham gia ngày hội 200 đối tượng gia đình chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được các y bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám các bệnh thường gặp như huyết áp, tim mạch, tai mũi họng, tiểu đường, xương khớp, cấp phát thuốc miễn phí với tổng trị giá tiền thuốc là 20 triệu đồng. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Trung tâm Tiếng Anh Trẻ Em Popodo Yên Phong, Công ty Cổ phần Trafaco tặng 10 đèn học, 10 cặp sách và 10 suất học bổng tiếng Anh trị giá 3 triệu đồng một suất cho các học sinh thuộc diện gia đình chính sách của Trường Trung học Cơ sở Hòa Tiến và Trường Tiểu học Hòa Tiến, huyện Yên Phong. Đến nay, hệ thống Trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông trong tỉnh Nam Định tiếp tục được phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở cả loại hình công lập và ngoài công lập. Toàn tỉnh Nam Định đã có 28 trên 45 trường trung học phổ thông công lập, 184 trên 237 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2017-2018, công tác đổi mới phương pháp dạy học,
đổi mới kiểm tra đánh giá tiếp tục được ngành giáo dục và đào tạo triển khai. Các nhà trường đã tổ chức hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học tích cực, tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh, chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức hội thảo chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, dự giờ, đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm của giáo viên. Với những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, những năm qua, chất lượng thi học sinh giỏi quốc gia, thi đỗ tốt nghiệp, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng của tỉnh luôn đứng trong top dẫn đầu toàn quốc. Riêng học kỳ 1 ở bậc trung học cơ sở có trên 67% học sinh có học lực khá giỏi. Ở bậc trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi đạt 73,67%. Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt đạt trên 85%. Mới đây tại Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh Ninh Bình đã diễn ra giải bơi thiếu nhi tỉnh Ninh Bình năm 2018. Giải là một hoạt động thể thao có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5, tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Có 230 vận động viên lứa tuổi thiếu niên nhi đồng đến từ các địa phương trong tỉnh tham gia thi đấu ở 3 nội dung cá nhân áp dụng cho cả nam và nữ là bơi trường sấp, bơi ếch và bơi ngửa với các cự ly 50m và 100m. Đây là một sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào dạy bơi và học bơi cho các em thiếu nhi trong dịp hè, thực hiện có hiệu quả tuyên truyền phòng chống đuối nước. Trung tâm Anh ngữ Ngôi sao rồng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Ninh vừa kết hợp tổ chức game show đuổi hình bắt chữ cùng danh hài Tự Long, hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của các em thiếu nhi trong độ tuổi từ 3 đến 12 tuổi trên địa bàn tỉnh. Chương trình đặc biệt thu hút sự tham gia hưởng ứng của các em học sinh và các bậc phụ huynh với game show đuổi hình bắt chữ phiên bản tiếng Anh cùng danh hài Tự Long. Thông qua chương trình nhằm tạo một sân chơi tiếng Anh bổ ích lý thú để thế hệ mầm non và tiểu học của tỉnh được tiếp cận với tiếng Anh bản ngữ, vui chơi cùng bạn bè và đối đáp với thầy cô giáo thân thiện, nhiệt tình đến từ Mỹ và Anh Quốc. Trải qua 3 vòng thi với hình thức thi trắc nghiệm và vấn đáp, ban tổ chức đã chọn ra 10 em xuất sắc nhất để trao tặng những phần quà tương ứng. Trong khi nguồn nước ngầm bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường, thì nhà máy nước sạch xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đi vào hoạt động đã đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân nơi đây. Nhà máy cấp nước sạch xã Trưng Trắc có tổng mức đầu tư kinh phí là 27 tỷ đồng với công suất thiết kế 3.000 mét khối ngày đêm. Đến thời điểm hiện tại, đường ống dẫn nước sạch được lắp đặt tại tất cả các thôn trên địa bàn xã Trưng Trắc. Đã có 1.000 hộ đã đăng ký sử dụng nước sạch, tập trung nhiều tại thôn Tuấn Dị, Nhạc Lộc. Mặc dù chính thức vận hành chưa lâu, nhưng công trình đã khẳng định được hiệu quả. Lượng nước được cung cấp ổn định, người dân đánh giá cao về chất lượng, góp phần khắc phục tình trạng người dân phải sử dụng các nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Trong thời gian tới, đơn vị thi công sẽ tiếp tục lắp đặt hệ thống dẫn nước, phục vụ nhu cầu nước sạch của người dân, các xã Tân Quang, Đình Dù. Nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng thói quen cho người sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt gia đình để chia sẻ những khó khăn cho ngành điện trong công tác cung ứng điện, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã tổ chức tuyên truyền cho người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Năm vừa qua, các hoạt động về sử dụng năng lượng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh được triển khai tương đối mạnh mẽ và mang lại những dấu ấn tích cực. Hoạt động truyền thông tuyên truyền về sử dụng năng lượng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả được triển khai sâu rộng, thu hút được sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cũng như sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân, kiểm toán năng lượng, tư vấn đầu tư thực hiện các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, an toàn và hiệu quả cũng được triển khai đạt hiệu quả cao, giúp các doanh nghiệp, người dân nhận thức rõ các tiềm năng tiết kiệm, năng lượng tiết kiệm chi phí sản xuất, sinh hoạt, đồng thời thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong việc sử dụng năng lượng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Mục tiêu hướng đến của phong trào tiết kiệm điện được xác định là phải thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Theo ghi nhận của Điện lực Bắc Ninh, công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trong nhiều năm qua nhận được sự đồng thuận của các khách hàng sử dụng điện, các tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương. Thông qua các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, ý thức tiết kiệm điện của người dân và doanh nghiệp có những chuyển biến tích cực. Người dân và doanh nghiệp thấy được lợi ích từ việc tiết kiệm điện. Năm 2018 được dự báo là năm thời tiết tiếp tục có diễn biến phức tạp, bất thường, khó lường theo chiều hướng cực đoan hơn. Để chủ động phòng chống ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại
do thiên tai gây ra, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã chủ động xây dựng phương án với những giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo đời sống, sản xuất của nhân dân. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, xã, thị trấn và các đơn vị đã tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng các công trình phòng chống lụt bão, trạm bơm, đường điện, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các công trình bị hư hỏng. Rút kinh nghiệm trong trận lũ lịch sử vào tháng 10 năm 2017, năm nay các hộ dân sinh sống dọc các tuyến đê luôn sẵn sàng các phương án khi có tình huống xảy ra. Yên Khánh cũng tăng cường kiểm tra xử lý triệt để các hư hỏng với đê điều, tu bổ mặt đê, san lấp ổ gà, rãnh sói, nắm vững hiện trạng đê điều và khả năng phòng chống lụt bão. Bên cạnh đó, xác định rõ các trọng điểm, phụ điểm và các vị trí cần quan tâm như đê Tả Vạc, đê Tả Hữu, sông Mới trên địa bàn một số xã. Trong đó, phương án chống úng được các huyện đặc biệt quan tâm, tập trung vào một số xã vùng trũng, xa công trình đầu mối. Việc tiêu úng gặp nhiều khó khăn là Khánh Thủy, Khánh Mậu, Khánh Hội, Khánh Tiên, Khánh Thiện, Khánh Lợi, Khánh Hải. Trường hợp mưa lớn vượt tần suất thiết kế sẽ huy động mọi phương tiện, biện pháp để tiêu úng, với phương châm chủ động phòng tránh, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng, vật tư phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn, gấp rút hoàn thành tu bổ và sửa chữa các công trình đê kè cống, chủ động các phương án đối phó với thiên tai là những nhiệm vụ chủ yếu của công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mà huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đề ra trong năm 2018. Ủy ban nhân dân huyện đã phân cấp quản lý đê kè cống, thuộc địa phận xã nào, xã đó có trách nhiệm trông coi, bảo vệ, phát hiện những sự cố hư hỏng và các hành vi vi phạm pháp luật để xử lý. Đồng thời, huyện cũng chủ động triển khai các phương án và xây dựng lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tập trung củng cố các công trình đê điều, thủy lợi đúng tiến độ để ứng phó với bão lũ và các tình huống thiên tai khác. Các công trình đến thời điểm này thì cũng đảm bảo với tiến độ cuối tháng 5 là sẽ đi vào hoàn thiện, đảm bảo cho cái việc là phục vụ phòng chống lụt bão của năm 2018. Song song với việc chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Tiền Hải còn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức phòng chống thiên tai tới người dân, chủ động phương châm 4 tại chỗ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do thiên tai gây ra. Trên tuyến đê Tả sông Dạng, đoạn thuộc xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tiếp tục sạt lở nghiêm trọng với chiều dài đoạn sạt lở lên đến 340 mét. Nếu không có giải pháp khắc phục kịp thời, sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của tuyến đê trong mùa mưa lũ năm nay. Theo hạt quản lý đê huyện Kim Thành, điểm sạt lở này đã xuất hiện từ 3 năm trước nhưng do chưa được xử lý gia cố nên tiếp tục sạt lở, chiều dài gia tăng và lấn sâu hơn vào chân đê. Kết quả kiểm tra cho thấy cung sạt tiếp tục có diễn biến theo hướng nghiêm trọng hơn, đặc biệt tại vị trí K9+550 đến K9+630. Bờ sông xuất hiện cung sạt dài 80m, lấn sâu vào bãi từ 2,5 đến 3m. Đỉnh cung sạt cách chân đê chỗ gần nhất còn 15m và tụt sâu so với mặt bãi từ 3,5 đến 6m. Trên bãi sông cũng xuất hiện nhiều vết nứt, vị trí vết nứt gần nhất cách chân đê 11m, cách bờ sông 4m, chiều dài 30m, độ rộng vết nứt từ 3 đến 5cm và có nguy cơ sạt lở tiếp. Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình vừa tiến hành tiêu hủy các tang vật phương tiện vi phạm hành chính với tổng giá trị tài sản lên tới gần 450 triệu đồng. Số tang vật bị tiêu hủy gồm gần 2.000 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, 320 kg bánh kẹo thực phẩm các loại là hàng nhập lậu, quá hạn sử dụng, gần 5.000 đồ chơi kích động bạo lực, các loại quần áo, mỹ phẩm, sữa bột, nước giải khát, thuốc thú y, nhập lậu, giả nhãn hiệu. Đây là các sản phẩm được Chi cục Quản lý Thị trường phát hiện, bắt giữ và xử lý trong thời gian vừa qua. Việc công khai số tang vật bị tịch thu đã được tiêu hủy theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Đây là việc làm thiết thực nhằm tuyên truyền răn đe đối với các tổ chức cá nhân vi phạm, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc lựa chọn các mặt hàng đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.